Xin chào các bạn, mình là Hạnh Chi và rất vui được gặp lại các bạn trên S Channel. Các bạn ạ, khi nhắc tới Samsung thì những chiếc điện thoại đầu tiên mà xuất hiện trong đầu mình đó chính là những chiếc điện thoại thuộc dòng Galaxy Note. Ngay từ những thế hệ, những đời đầu tiên thì những chiếc điện thoại thuộc dòng Galaxy Note đã để lại cho mình những trải nghiệm, những ấn tượng vô cùng thú vị và tuyệt vời. Như một lời khẳng định cho câu nói là điện thoại cảm ứng thì không cần phải có bút là sai rồi. Và khi mà chiếc Galaxy Note 7, những chiếc Galaxy Note 7 bị khai tử bởi vì những cái sự cố không mong muốn thì mình đã thực sự cảm thấy rất là buồn. Bởi vì là Galaxy Note 7 thì là những chiếc điện thoại mạnh nhất này, đẹp nhất này và bứt phá nhất để có thể gạt đi cái bóng của những chiếc Galaxy Note 5 đi trước. Và chính vì lý do này cho nên khi mà những chiếc Galaxy Note Fan Edition, tức là những chiếc điện thoại Galaxy Note mà mang hình dáng, hình bóng của chiếc Galaxy Note 7 đã quay trở lại và được bán ra tại thị trường Việt Nam thì mình cảm thấy rất là vui, bởi vì là mình lại có cơ hội để được sở hữu em nó một lần nữa. Và với câu hỏi là nếu như bạn là một fan của dòng Note thì bạn có nên sở hữu một chiếc Galaxy Note SE viết tắt của Fan Edition hay không? Thì câu trả lời của mình là có. Còn vì sao thì hãy cùng theo dõi video ngày hôm nay để biết những lý do nhé. Và nếu như các bạn có quan tâm đến những chiếc điện thoại dòng Galaxy Note hay là đặc biệt là chiếc điện thoại Galaxy Note SE này thì hãy truy cập vào link bán hàng của 7S ở phía bên dưới. Đặt hàng chiếc điện thoại Galaxy Note SE này hiện tại ở 7S đang có một bộ quà tặng cực khủng lên tới tận 4 triệu đồng luôn đấy. Đầu tiên thì hãy cùng mình nói về thiết kế của chiếc Galaxy Note FE đang ở trên tay mình đây. Mặc dù là không có màn hình, không sở hữu màn hình với tỷ lệ 18:9 chuẩn mực như là những siêu phẩm, một số cái siêu phẩm trình làng gần đây, thế nhưng mà Galaxy Note FE thì vẫn là một kiệt tác thiết kế đến từ Samsung. Galaxy Note FE thì mang vẻ đẹp không chỉ đơn thuần của một chiếc smartphone mà còn là một phụ kiện thời trang cao cấp. Với khung kim loại này, hai mặt kính được làm cong cực kỳ bóng bẩy, kết hợp với màu sắc blue coral huyền thoại. Đây cũng là sản phẩm đầu tiên của dòng Galaxy Note có phần viền màn hình siêu mỏng giúp mang đến trải nghiệm làm việc, giải trí tuyệt vời hơn và cũng là thiết bị flagship cuối cùng của đại gia đình Samsung còn được tích hợp phím home vật lý ở phía trước. Thực sự với những ai mà đã quen với việc sử dụng phím home vật lý trên điện thoại cũng như là không muốn với tay lên cảm biến được đặt ở tận cụm camera như trên các flagship Samsung gần đây thì Note FE là một sự lựa chọn không thể nào tuyệt vời hơn. Bên cạnh đó thì Galaxy Note FE còn được trang bị chuẩn chống nước giúp bạn tự tin làm việc trong mọi điều kiện thời tiết, chứ không phải là như mình đi ra biển nhảy vài cái là mất luôn con điện thoại. Và không chỉ có một thiết kế đạt đến độ gần như là hoàn hảo mà Galaxy Note Fan Edition còn có một cấu hình tương đối mạnh. Sở hữu màn hình 5,7 inch Super AMOLED 2K, bộ vi xử lý Exynos 8890, RAM thì 4GB, tương tự như trên hai flagship năm 2016 là Galaxy S7 và S7 Edge, cùng với khả năng tối ưu phần mềm cực kỳ tốt. Chiếc smartphone dành riêng cho fan Samsung này có thể đáp ứng mọi nhu cầu của bạn, kể cả khi bạn làm việc hay là chơi game giải trí. Và cũng giống như Galaxy Note 7 thì chiếc Galaxy Note FE này cũng được trang bị cụm camera cực chất, chẳng thua kém bất kỳ một chiếc flagship nào. Tuy không phải là cụm camera kép như xu hướng nhưng với cụm camera đơn độ phân giải 12 megapixel, khẩu độ f1.7 cùng công nghệ lấy nét dual pixel và hỗ trợ chống zoom quang học OIS, Galaxy Note FE hoàn toàn tự tin đem ra những bức hình chất trong mọi điều kiện ánh sáng. Vậy mới nói, dù nhìn lên thì đây không phải là thiết bị di động chụp đẹp nhất, nhưng mà nhìn xuống thì cũng khó lòng có chiếc smartphone chính hãng cùng tầm giá nào chụp ảnh đẹp như Note FE. Và đương nhiên là một fan của dòng Note thì chúng ta không thể nào bỏ qua được chiếc bút S Pen thần thánh gắn liền với những tính năng cực kỳ là hữu hiệu ở trên chiếc Galaxy Note FE này. Galaxy Note FE thì được trang bị cây bút cảm ứng mới nhận diện gấp đôi số mức độ cảm ứng lực với tần số quét cao gấp rưỡi khi so sánh Galaxy Note 5. Và đặc biệt là đầu bút chỉ 0,7mm thì bút S Pen trên máy mượt mà và trơn tru hơn rất là nhiều. Đặc biệt là chiếc bút S Pen trên Galaxy Note FE được trang bị và tích hợp thêm một số tính năng như là hỗ trợ viết dưới nước này, dịch thuật trực tiếp này, hay tạo ảnh GIF rất là nhanh. Nói không qua, chiếc bút S Pen trên Galaxy Note FE thì thực sự không hề thua kém so với flagship Galaxy Note 8 hiện nay đâu. Đặc biệt hiện tại Galaxy Note FE chỉ có mức giá là 13,99 triệu đồng, rất hợp túi tiền. Và nếu như bạn đặt trước tại hệ thống bán lẻ 7S thì còn được nhận một bộ quà khủng lên tới hơn 4 triệu đồng nữa đấy. Vậy nếu là một fan cứng của dòng Note mà vẫn chưa đủ hầu bao để sắm cho mình flagship Galaxy Note 8 thì còn chần chờ gì nữa mà không kết duyên cùng Galaxy Note FE ngay đi nhỉ? Và đó là những cảm nhận của mình và lý do mà mình nghĩ tại sao chúng ta lại nên sở hữu một chiếc Galaxy Note FE, đặc biệt là với những fan của dòng Note. Còn các bạn cảm nhận như thế nào? Hãy để lại comment xuống bên dưới. Đừng quên like, share và subscribe channel để bọn mình nhanh chóng đạt được 1 triệu sub nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!